Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Đốt vàng mã, người âm có nhận được không? Chúng ta sống hiếu thảo với tổ tiên, với ông bà cha mẹ là tốt. Nhưng đã là Phật tử thì chúng ta biết đốt vàng đốt mã thực sự không có lợi ích. Chúng ta biết nó không có lợi ích, nhưng do tập tục ta đốt một tí cũng không sao. Đừng lạm dụng nó, đừng hiểu sai về nó là được. Những ngày lễ Tết không chỉ là khoảng thời gian gia đình được quây quần sum họp sau một năm làm việc vất vả, mà còn là dịp con cháu được báo hiếu gia tiên tiền tổ, mong muốn những người đã khuất được về ăn Tết đón mừng năm mới. Vào ngày 30 Tết, cả gia đình sẽ làm lễ cúng tất niên, mời gia tiên về nhà 3 ngày đón Tết cùng với con cháu. Đến ngày mùng 3, gia đình sẽ làm lễ hóa vàng để tiễn các cụ lại trở về nơi âm cảnh. Tuy nhiên, tục lễ đốt vàng mã cho gia tiên dưới suối vàng được sử dụng có phải là cách báo hiếu đúng đắn hay không? Liệu người đã khuất có nhận được đồ cúng ta gửi hay không? Hãy cùng tìm hiểu về tục đốt vàng mã qua lời giảng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Thời vua chúa xa xưa, khi nhà vua sống thì có kẻ hầu người hạ. Đến lúc vua băng hà thì hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ cho đến tiền của vàng bạc châu báu cũng phải chôn theo. Vì họ quan niệm rằng khi sang thế giới bên kia thì vẫn làm vua và sống một cuộc đời như trên trần thế. Sau này, khi xã hội tiến bộ văn minh hơn, người ta đã nghĩ ra người giả, gọi là hình nhân làm bằng giấy, đất sét, các chất bồi lên và ghi tên lên người hình nhân này để thay thế cho người sống. Họ lấy tre nứa đang thành thỏi vàng, làm vàng bạc châu báu rồi dán giấy vàng lên. Sau đó, chôn số vàng bạc giả cùng người hình nhân này theo người chết. Một thời gian sau, họ thấy chôn như vậy không phù hợp thì lại nghĩ ra cách đốt, hóa những hình ảnh tượng trưng được làm bằng giấy. Từ đó, tập tục đốt hóa vàng mã đã ra đời. Hiện nay, trong việc cúng lễ của nhiều gia đình, chúng ta thấy vừa có hình nhân thế mạng, vừa có vàng mã. Số tiền mua sắm vàng mã để đốt hóa có thể lên đến hàng trăm triệu và đa dạng các sản phẩm như là ô tô, nhà cửa, máy bay, điện thoại, v.v. Đối với việc đốt vàng mã, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh giảng giải theo quan niệm của nhà Phật rằng: chúng ta sống hiếu thảo với tiền tổ, với ông bà cha mẹ là tốt. Nhưng đã là Phật tử thì chúng ta phải biết đốt vàng đốt mã thực sự không có lợi ích. Chúng ta biết nó không có lợi ích, nhưng do tập tục ta đốt một tí cũng không sao. Đừng lạm dụng nó, đừng hiểu sai về nó là được. Theo lời Đại Đức chia sẻ, thì cách để người mất nhận được hưởng lợi ích là mỗi thành viên trong gia đình nên thực hành theo lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng. Không sát sinh cúng tế sẽ được lợi ích. Trong ngày cúng tất niên, cúng giao thừa và cúng trong 3 ngày Tết, mỗi nhà nên làm mâm cơm cúng chay làm phước, cúng dường tam bảo và hồi hướng cho ông bà tiên tổ, thì các cụ được phước báu từ những việc làm thành thiện ấy. Như vậy, qua lời Phật dạy, chúng ta thấy rõ mỗi cõi có một cảnh giới riêng, không phải như suy nghĩ của chúng ta là trần sao âm vậy. Chúng ta muốn cúng thí cho thân nhân đã khuất của mình thì nên theo lời Phật dạy, cúng tế độ chay tịnh, cúng dường tam bảo, làm các việc thiện lành rồi nương nhờ sức từ tam bảo hồi hướng cho họ được thọ hưởng. Đây là việc làm lợi ích cho người mất, kẻ còn sống được phước phúc lạc. Từ lời khai thị trí tuệ của Đức Như Lai qua lời giảng giải của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, mong rằng các Phật tử sẽ áp dụng những lời dạy này để làm cho ông bà, cho mẹ cha đã khuất được nhiều lợi lạc no đủ trong năm mới. Peace.